lên các ngôi chùa ở Bay Hừng. Theo báo Anh Independent, chính quyền Myanmar đang nỗ lực bảo vệ các bảo tháp, đền thờ, tu viện, công sự và các di tích khác của Bay vì danh hiệu mới đi kèm với những ràng buộc về bảo tồn. Cụ thể, Myanmar cam kết di rời tất cả các khách sạn trong khu phố cổ hiện nay ra khu vực dành riêng cho lưu trú vào năm 2028. Trước đây, Bay Hừng từng cấm du khách leo trèo lên các ngôi chùa trong thành phố cổ nhưng không thực hiện triệt để do lo ngại mất khách du lịch. Theo trang tin tức Mizima bảo vệ sẽ được bố trí trực ở nhiều địa điểm để ngăn du khách leo lên các công trình cổ. Tuy vậy nhiều du khách tỏ ra không vui với chính sách mới này, rất nhiều chùa trong phố cổ Bay đang trong tình trạng hư hại, cần phục dựng và đã đóng cửa không cho tham quan kể từ năm 2016 do hậu quả của một trận động đất mạnh tàn phá thành phố. Được UNESCO công nhận di sản thế giới có thể thúc đẩy du lịch ở Bay Hừng, nhưng người địa phương cho rằng, họ muốn sự tăng trưởng này phải bền vững và bất cứ sự thay đổi nào ở đây cũng phải do người dân địa phương thực hiện.